Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hồng Đào, Ngọc Huyền và dàn nghệ sĩ hải ngoại ra rạp ủng hộ bố già khi chiếu ở Mỹ. Với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở Mỹ, việc phát hành Bố Già tại đây đã nhận được tín hiệu vô cùng tốt. Những ngày qua khi doanh thu liên tục tăng và được kiều bào Việt lẫn khán giả quốc tế ủng hộ, Trấn Thành mới đây đã vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ lại hình ảnh các nghệ sĩ hải ngoại ra rạp ủng hộ phim của mình. Nghệ sĩ Hương Lan đến rạp xem phim, ủng hộ phim của Trấn Thành. Nam danh hài gửi lời nhắn nhủ, cảm ơn anh chị em nghệ sĩ ở Mỹ như má Hương Lan, chị Ngọc Huyền, chị Hồng Đào, ca sĩ Mai Thiên Vân và rất nhiều anh chị khác đã rất ủng hộ cho Bố Già. Đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả tại Hoa Kỳ rất rất nhiều. Nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng nhiều lần đến rạp để xem lại Bố Già. Ca sĩ Mai Thiên Vân ủng hộ điện ảnh Việt. Về nữ danh hài Hồng Đào, cô xúc động sau khi xem và dành nhiều lời khen cho Trấn Thành khi đưa câu chuyện gia đình Việt Nam rất đời vào phim điện ảnh Bố Già nhưng vẫn đủ lôi cuốn đến những phút cuối cùng. Nữ diễn viên cho biết cảm xúc của tác phẩm cứ còn đọng lại trong lòng nên quyết định sẽ xem lại một lần nữa để ủng hộ ông xã Harry Won và phim điện ảnh Việt Nam. Danh hài Hồng Đào mua nhiều vé để đi xem cùng người thân. Trang Deadline danh tiếng giới thiệu, đứa con tinh thần của Trấn Thành được nam diễn viên góp mặt trong khâu viết kịch bản, đạo diễn cho đến việc đảm nhiệm vai nam chính. Nam danh hài còn được so sánh với danh hài gạo cội của người Mỹ. Nếu so sánh Trấn Thành với diễn viên hài người Mỹ nào, thì đó chỉ có thể là Rodney Dangerfield, không hoàn toàn vì lý do ngoại hình hay phong cách mà đến từ nhân vật của anh, Ba Sang, một người luôn bị bủa vây bởi những lời than phiền. Nhân vật của Trấn Thành được so với Rodney Dangerfield. Bên cạnh đó, Deadline cũng nhận định Dead I'm Sorry đang được định vị trở thành phiên bản hiện đại của những bộ phim kiểu sớm diễn đường phố của Pháp vào những năm 1930, nơi những biến động trong cuộc sống của một cư dân nào đó trở thành mối quan tâm của tất cả mọi người. Bộ phim đã liên tục gây được sự chú ý tại phòng vé xứ sở cờ hoa và hiện đã thu về tổng cộng 820.000 USD, hơn 18,8 tỷ đồng. Tác phẩm chuẩn bị cán mốc 1 triệu đô tại Mỹ. Lần đầu tiên có tác phẩm Việt như Bố Già phát hành ở quốc tế lại đang chuẩn bị cán mốc 1 triệu đô sau khi hai phần từng ít nhiều tạo nên tiếng vang trước đó. Hy vọng sau thời gian công chiếu, con số cuối cùng mà bộ phim đạt được sẽ tạo nên thành tích tuyệt vời cho điện ảnh Việt. Hãy cùng đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về phim và sao Việt tại Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.